Hello, xin chào mọi người. Chúc các anh chị và các bạn một ngày gặp nhiều may mắn và tràn đầy năng lượng ha. Rồi, ở trong video clip này tôi chia sẻ với các anh chị và các bạn cách khóa phơm tóc dài này xuống đầu chọc nhanh gọn ha, đơn giản. Rồi, bước đầu tiên tôi dùng tông đơ tôi phá cái nền ở trên đỉnh nha các bạn. Chúng ta đẩy một đường từ trước chán ra sau cái sấy ha. Chúng ta mở cho nó có cái đường để dễ cạo dao các bạn. Nếu mà các bạn không mở đường thì các bạn đưa dao vô cạo thì nó hơi vướng lử ha, nó hơi khó xíu. Chúng ta mở đường gì chúng ta đưa dao lên cạo rất là nhanh ha. Rồi cũng xịt nước làm cho nó mềm cái da đầu và cái chân tóc nha các bạn. Rồi xung quanh cái phơm đầu này thì chúng ta cũng chải ngược tóc lên và chúng ta xịt nước lòn vô chân tóc cho nó thấm vô da đầu ha, cho nó mềm chân tóc dễ cạo các bạn. Rồi ở đây tôi sử dụng dao cạo nha các bạn. Chúng ta cạo một đường từ ở trên sấy các bạn, cạo thẳng về phía trước chán ha. Nghiêng dao 25 tới 30 độ nha các bạn. Dao tương đối nằm ha. Chúng ta kéo một đường nhẹ nhàng từ sau sấy về trước chán ha. Ở bước này thì chúng ta cạo xuôi chân tóc nha các bạn. Rồi tôi di chuyển cái máy quay về bên sai bên phải này, cận cảnh cái cạo từ trên xuống ha. Rồi nãy chúng ta đã mở đường ở trên đỉnh rồi, bây giờ nó có được chỗ trống rồi, chúng ta từ cái điểm trống đó chúng ta cạo lần lần về phía sau ha, từ cái sai bên phải này. Các bạn đưa dao vô nghiêng dao 25 tới 30 độ, các bạn một tay phía trên tay trái, các bạn tay ngón tay cái các bạn tì da kéo lên trên ha, và cây dao này chúng ta dùng một lực vừa phải nhẹ nhàng chúng ta kéo xuống là nó mượt ha. Đó, cũng tương tự như vậy chúng ta cạo cho giáp cái khung đầu xung quanh này luôn nha các bạn. Cái này giống như là nói nôm na, nó giống như là chúng ta gọt trái cây từ trên cuốn xuống dưới đít trái cây ha. Mình cạo siêu chân tóc nó không bị sốc nha các bạn. Đây là bước đầu tiên ha. Đó, các bạn thấy là đi một đường từ trên xuống là nó tương đối sạch hết ha, nhưng mà nó còn tương đối nhám nha các bạn. Thì nếu mà khách mà không khó tính quá thì chúng ta cạo một đường xuôi trên xuống gì là lấy luôn đó các bạn. Còn nếu mà khách mà có yêu cầu mà cạo láng lại á, thì chúng ta chút nữa chúng ta bước 2 chúng ta sẽ cạo ngực chân tóc lại cho cái nền nó láng luôn, gờ không nhám nha các bạn. Rồi video thì tôi chia sẻ theo cái cách cạo của tôi đơn giản nhanh ha các bạn. Cũng hiệu quả, tương đối không đau ha. Rồi ở phía sau cái phơm sau bên sai bên trái này cũng tương tự các bạn. Chúng ta cũng cạo từ trên sấy xuống ha. Đó, các bạn dùng ngón tay cái của cái tay trái chúng ta ha, chúng ta chặn cái da đầu về, kéo cái da đầu về phía trên ha, và cái tay phải cầm dao chúng ta dùng một lực vừa phải chúng ta kéo xuống ha. Như vậy cái tóc nó đi rất mượt các bạn, nó không bị dốc hoặc là nó vướng gì ha. Thì cái này quan trọng là các bạn làm cái nền tóc ở dưới da đầu của các bạn cho nó ướt nó mềm ha. Chúng ta cạo nó rất nhẹ, nếu mà các bạn không làm cho nó ướt mềm thì nó khô, các bạn cạo nó vướng tóc lắm và nó mau lục lưỡi dao ha, lưỡi lam ha. Rồi cái sai bên trái này chúng ta cũng cạo tương tự từ trên xuống luôn ha.
Rồi, tới đây nếu cạo đơn giản thì ở bước này là chúng ta hoàn thành đó các bạn. Nếu mà khách không yêu cầu gì nhiều, chúng ta cạo như vậy là coi như là xong ha. Còn ở khách này thì có yêu cầu là cho láng luôn các bạn. Ở đây tôi cạo ngược luôn ha. Chúng ta cạo ngược lại một lần nữa ở trên đỉnh đầu và xung quanh cái khung đầu này cho nó láng luôn nha các bạn. Gờ không nhám luôn á. Thì ở cái bước này cạo ngược chân tóc thì nó hơi tương đối khó các bạn, nó vướng dao dữ lắm, cho nên chúng ta chần cái da đó cho thiệt thẳng ra nha các bạn. Bạn kéo cái chần cái da đầu cho nó thiệt thẳng ra, các bạn cạo nó sẽ mượt hơn ha. Chúng ta tì cái da đầu để chần ngược chiều với cái dao cạo ha, chúng ta vuốt nó đi mượt hơn. Rồi ở phía sau này cũng tương tự các bạn, chúng ta cũng cạo ngược từ ở dưới chân tóc đi lên sấy ha. Nếu mà nó cạo ngược thì nó vướng quá, các bạn có thể cạo ngang rồi sau đó các bạn cạo ngược lại, nó nhẹ hơn. Rồi ở cái phần bên trái này cái chúng ta cũng đi từ cạo từ ở dưới viền ngược lên trên luôn ha các bạn. Đi cho giáp cái khung bên trái này về phía trước luôn ha. Rồi cũng cảm ơn các anh chị các bạn đã ủng hộ xem video trên kênh của Vũ Ly. Chúc các anh chị và các bạn làm ăn phát tài, vạn sự như ý, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và cũng như thành công trong cuộc sống. Nếu các anh chị và các bạn thấy video trên kênh có hữu ích thì có thể đăng ký kênh ủng hộ, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những video mới tiếp theo. Rồi đây là cái tóc của chúng ta đã cạo xong rồi các bạn, cạo láng sờ không nhám luôn ha. Đó các bạn nhìn thấy nó sát nền luôn ha, chống da luôn ha. Rồi video chia sẻ tham khảo là như vậy, còn cảm nhận thì cũng do các anh chị và các bạn cảm nhận dùm ha. Rồi cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ theo dõi xem hết video. Hẹn gặp lại những video tiếp theo.